cách đo cân nặng, chiều cao cho người cao tuổi. Việc đo chiều cao, cân nặng cho người cao tuổi giúp người chăm sóc nắm được tình trạng dinh dưỡng của người cao tuổi, từ đó có kế hoạch ăn uống, tập luyện phù hợp. Cân ở tư thế đứng. Quy trình kỹ thuật. Bước 1. Đặt dụng cụ cân ở vị trí thích hợp, đủ ánh sáng. Đối với cân điện tử, đặt nhẹ nhàng để cân thăng bằng, tránh làm rơi hoặc va đập, làm ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả đo. Bước 2. Khởi động cân. Đối với cân điện tử, bấm nút cân hoặc chạm nhẹ vào cân, từ đó màn hình hiển thị số 0kg. Lưu ý pin đủ không. Đối với cân cơ có đồng hồ hiển thị, kiểm tra hoặc điều chỉnh kim đồng hồ ở vạch số 0. Bước 3. Đưa người cao tuổi đứng lên bàn cân. Đứng giữa cân, hai tay buông thõng, thả lỏng, không bám dựa vào các điểm tựa xung quanh. Đứng yên trong vòng 30 giây. Bước 4. Đọc kết quả. Nhìn thẳng đồng hồ hiển thị, không nhìn nghiêng, lệch. Bước 5. Đưa người cao tuổi ra khỏi bàn cân. Người cao tuổi được đưa về vị trí nghỉ ngơi an toàn, không bị trượt ngã. Đo chiều cao ở tư thế đứng. Thước đo chiều cao chính xác có vạch chia 0,1 cm, có đế định vị chân, có thanh trượt định vị đầu được gắn vuông góc với thước. Nếu không có thước đo, có thể sử dụng dạng thước đề can hoặc thước dây không có giãn, dán tường nhưng vẫn phải đảm bảo độ chính xác. Bút, sổ ghi chép. Người cao tuổi có thể đứng an toàn, cởi giày dép, mũ, cặp tóc, búi tóc để đảm bảo lấy được kết quả chính xác. Quy trình kỹ thuật. Bước 1. Đặt thước ở vị trí thích hợp, đủ ánh sáng, bề mặt bằng phẳng, vuông góc với mặt đất, thước tựa vào tường hoặc nơi có điểm tựa vững chắc. Bước 2. Đưa người cao tuổi đứng vào vị trí thước đo. Đứng quay lưng về phía thước đo. Hai bàn chân đặt sát mặt sàn, tạo hình chữ V, đúng vị trí định vị chân. Điều chỉnh người cao tuổi đứng thẳng, đảm bảo nguyên tắc 5 điểm chạm. Đầu mỏm chậm, vai, mông, bắp chân, gót chân theo một đường thẳng áp sát vào thước. Mắt nhìn thẳng phía trước theo đường nằm ngang, hai tay bỏ thõng bên mình. Bước 3. Đọc và ghi kết quả. Khi người cao tuổi đã đứng đúng tư thế, người đo kéo thanh trượt định vị sát vào đầu. Nếu thước không có thanh trượt, có thể dùng thanh thẳng gióng vuông góc với mặt thước, sát vào đầu. Nhìn thẳng góc, đọc kết quả chính xác. Bước 4. Đưa người cao tuổi ra khỏi thước đo. Người cao tuổi được về vị trí nghỉ ngơi an toàn, không bị trượt ngã.